tôi muốn chia sẻ với bạn về một chủ đề về nhân phẩm. Nhân phẩm là gì và tại sao nó lại quan trọng? Nhân phẩm là một trong những điều quan trọng nhất đối với tinh thần con người. Nó có nghĩa là được đánh giá cao và tôn trọng vì những gì bạn đang có, những gì bạn tin tưởng và đánh giá cách bạn sống cuộc sống của mình. Đối xử với những người khác một cách đàng hoàng có nghĩa là đối xử với họ theo cách mà chúng ta muốn được đối xử với chính mình. Nhân phẩm trong triết học là gì? Được xây dựng trên nền tảng đạo đức nhân đức, đạo đức Kantian và đạo hồi. Phẩm giá có thể được định nghĩa là ý thức về giá trị bản thân mà chúng ta có nghĩa vụ phát triển và tôn trọng bản thân và nghĩa vụ bảo vệ người khác. Phẩm giá con người trong Kinh Thánh là gì? Phẩm giá con người bắt nguồn từ Thiên Chúa và là Chúa Thiên Chúa vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài và giống Thiên Chúa. Như Gian Sáng Thế 1:26-27, con người có giá trị siêu việt và giá trị đến từ Thượng Đế. Phẩm giá này không dựa trên bất kỳ phẩm chất nào của con người, nhiệm vụ pháp lý hoặc thành tích của cá nhân. Tại sao nhân phẩm lại có sức mạnh như vậy? Nhân phẩm là ý thức về giá trị của bản thân. Vì vậy nhân phẩm là cảm giác tự hào về bản thân mà một con người có được với họ. Ý thức này làm cho họ cảm thấy rằng họ xứng đáng được tôn trọng và tôn vinh từ những người khác. Nói một cách đơn giản, phẩm giá con người là gì? Phẩm giá con người là sự thừa nhận rằng con người có một giá trị đặc biệt nội tại đối với con người của họ, và những giá trị đó đáng được tôn trọng đơn giản vì họ là con người. Vì vậy, mọi con người không phân biệt tuổi tác, khả năng, địa vị, giới tính, dân tộc, v.v. đều phải được đối xử tôn trọng. Tôn giáo phẩm giá con người là gì? Trong Cơ Đốc giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, đó là bởi con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế, trở thành con cái của Thượng Đế. Trong giáo huấn xã hội của Công giáo, cụm từ phẩm giá con người được sử dụng đặc biệt để hỗ trợ niềm tin của nhà thờ rằng cuộc sống của mỗi người là thiêng liêng. Chúa Giê-xu đã thể hiện phẩm giá con người như thế nào? Từ khi chào đời cho đến đêm cuối cùng với các môn đệ, thực hiện công việc đầy tớ bằng cách rửa chân cho họ, cho đến khi chết trần truồng trên cây, một cái chết tra tấn dành riêng cho những tội phạm tồi tệ nhất, Chúa Giê-xu đã tỏ ra khiêm nhường, không ngừng hạ thấp lòng kiêu hãnh của mình và nhân phẩm với lợi ích của những người anh người đã yêu thương. Làm thế nào để bạn đối xử với một người có phẩm giá? Hãy đối xử với anh ta một cách đàng hoàng. Thứ nhất, hãy lắng nghe những băn khoăn của anh ấy. Thứ hai, hỏi hỏi ý kiến của anh ấy và cho anh ấy biết quan trọng đối với bạn. Thứ ba, cho anh ta tham gia vào càng nhiều quyết định càng tốt. Thứ bốn, bao gồm anh ấy trong cuộc trò chuyện. Đừng nói về anh ấy như thể anh ấy không có ở đó. Thứ năm, nói chuyện với anh ấy khi trưởng thành, ngay cả khi bạn không chắc anh ấy hiểu được bao nhiêu. Các nguyên tắc của phẩm giá con người là gì? Trọng tâm của nguyên tắc phẩm giá con người là sự hiểu biết rằng mỗi con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, được cứu chuộc bởi Đức Chúa Giê-xu Ki-tô và đã được định sẵn để kết hợp với Đức Chúa Trời, và do đó đáng được tôn trọng như một thành viên của gia đình nhân loại. Nhân phẩm có phải là quyền của con người không? Nhân phẩm là bất khả xâm phạm, nó phải được tôn trọng và bảo vệ. Văn bản phẩm giá của con người không chỉ là một nguyên cơ bản tự nó có, mà cơ sở được thực sự
của các quyền cơ bản. Bạn coi trọng phẩm giá con người như thế nào? Tầm quan trọng của việc tôn trọng phẩm giá của một người cũng gắn liền với việc tôn trọng sự toàn vẹn thân thể của họ. Một trong những điều mà chúng ta cố gắng truyền đạt cho con cái của mình là giá trị nhân phẩm, nơi chúng ta cố gắng và dạy chúng tôn trọng người khác, không bao giờ làm xấu mặt người khác ở nơi công cộng và luôn cư xử đúng mức. Nhớ subscribe hay đăng ký trên kênh YouTube để xem video kế tiếp. Cảm ơn.